Như chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã liên tục thông tin về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu liên quan đến việc di dời các hộ dân thuộc trại Phong Bình Minh, ấp 1, xã Tân Hiệp, ủy ban dân huyện Long Thành cho biết qua tiếp xúc cử tri phần lớn người dân đều mong muốn được tái định cư tại chỗ. Cụ thể, trong khu vực trại phong Bình Minh có khoảng 130 hộ phải di dời với diện tích đất thu hồi khoảng 8,3 hecta. Theo kế hoạch, các hộ dân này sẽ được bố trí tái định cư tại khu tái định cư xã Long Phước. Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân mong muốn được tái định cư tại chỗ. Trong khi đó, khu tái định cư Tân Hiệp giai đoạn 2 mới chỉ trong giai đoạn lập quy hoạch. Đây chính là khó khăn của huyện Long Thành trong việc bố trí tái định cư cho người dân trại phong ủy ban dân huyện long thành đã kiến nghị ủy ban dân tỉnh xem xét có các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người dân nơi đây